Đây là chợ cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc phải không anh? Đúng rồi. Ủa, quế thơm thế. Quế hồi. Có nhiều hàng Việt Nam ở đây. Có cái tượng gỗ đẹp chưa? Tượng này bao nhiêu tiền ạ? À, tượng này bao nhiêu tiền ạ? Đây là gỗ ấy, gỗ 6.800.000 ạ. Bằng tiền Việt. Đây 6 triệu phần ông này. 23 gỗ gì nhỉ? 23 triệu. À, chắc là tệ 6.000 tệ khả năng. À, vì họ không biết tiếng Việt. Rồi, tham khảo đó. Gỗ này anh có phải gỗ nhai bách không nhỉ? Anh biết nhiều gỗ nhai bách. Có mùi thơm không? Không, nhai bách thì nó không. Tí vừa lấy khả năng chắc là 6.800 tệ. Tức là người ta không nói tiền Việt. Thì nó, đúng rồi, thì nó mới ra được hai mấy triệu. Vì 100 tệ thì bằng 340.000, nó gấp khoảng 3 lần, hơn 3 lần. Người Trung Quốc nên người ta, mình nói tiếng Việt thì người ta cũng chịu. Ta phải đưa máy tính cho mình xem. Rất nhiều đồ mỹ nghệ đẹp. Đây là những cái cháp vàng. Đây là những cái cháp nhỉ? Cháp. Thực ra xem thôi chứ còn nếu tính sang tiền Việt mình mua đắt nhiều lắm. Mà cái này nó cũng lấy từ mình sang. Nói thẳng như thế. Nó cũng nhập từ Việt Nam. Đồ thủ công mỹ nghệ nhiều nhỉ. Gốm sang Tây. Không, gốm nó gọi là gốm gì đó, nó cũng đắt. Mà nó hay làm tượng nhỏ ấy. Em quên mất tiếng. Bao tiền ông này? Tiền Việt là bao nhiêu triệu? Việt Nam Miss. 2.500.000. Số này rẻ thế nhỉ? Nhầm không? 2.500.000 tiền Việt. Two thousand 50 tệ.
sẽ không không có không không biết tiếng Anh, không biết ngay hả, đúng không, không biết tiếng Anh. Thế nhưng mà nếu mà 2.8 cái này rẻ, 2.8 tệ hay là 2.8 Việt Nam đồng, 2.800 tệ. À. Anh thử thử nhân 2.800. Anh đang quay để lấy chút rượu. Lấy máy tính. Chứ làm gì mà 2.8. Đúng rồi. Việt Nam mình làm gì cũng đúng có rồi. Cái đúng rồi. Lửa. 2.5. Đây nó sẽ là 2.800 tệ. Đây đây, tự nhân. 2 vẫn ghi là 2.500. 2.500. 2.500 tệ. 2.500 tệ nhân với 3 nhân với nhân với nhân với 340 tiền Việt. Tiền Việt. Thế thì nhiều tiền lắm. Thế cái công khai anh bảo ở Việt Nam mình là nó gặp đây đó là gỗ hương xuất xứ gì? Nhang trầm đấy. Dạ. Cứ mua về để trải nghiệm anh. Mua về trải nghiệm thì ai biết, mua về trải nghiệm nhưng mà 2.500 tệ. Một cái gì? Một ông Di Lặc. Đây, ông này. 2.500 tệ là đi bao nhiêu tiền Việt? Nhân với 23. Đi để ra kìa. Nhân với 23. 23 sau thuận một nhân 34. Nhân là 300 tệ là 300 à 304 đấy 304 gỗ gì em ơi, ông thần tài đấy. Cái này không phải Ngọc An, không phải Ngọc An, không phải đây là cái thằng này, thằng đây là Ngọc An đấy. Đây con gì bách xanh, đây phải là bách xanh nghe đi đổi ghế không, đây Ngọc An không phải, không phải Ngọc An, bách xanh cũng không phải, bách xanh phải đang con này cũng đẹp, phải đang bách xanh. À. Anh mua con này ở nhà là 1.000.000, gỗ đặt tên là gỗ cẩm chỉ, cẩm giác đang hay, cẩm chỉ dòng Ngọc Am, Ngọc Am thì anh có chơi, em chỉ chơi Ngọc Am với bách xanh, anh có chơi một tượng Ngọc Am đó là cụ Di, cụ Thọ lũa đồng hoàng. Giờ đây mình mua cũng không nhiều tiền nhưng giờ giá trị lắm, hiếm. Thơm lắm, cái mùa nồm thơm lắm. Em Ngọc Am lúc có 2 cây ra để tiết mà. À thế đẹp. Như tủ lạnh luôn. Đấy. Ôi, thơm lắm. Thơm lắm. Ý nghĩa tâm linh của đấy, Ngọc Am là trừ tà. Thơm, chua đuổi khí âm. Thế anh em chơi bữa thôi. Bữa tốt không, quá. Không, hay chơi. Mình chơi một tượng gỗ cụ đây là ngũa lũa ở dưới chân phía sau. Nó nhìn chung đục thần thái. Em lũa, okay. Cái đồ lũa, em nghệ thuật đó, đó em phải không khoái cái hàng cũng được, thích tự nhiên, sưu tầm tốt quá, chơi mỗi thứ tí, chơi gỗ này dưỡng, cái tinh thần nó thoải mái. Lên rồi. Đây là tầng hầm à? Đang dậy, vào trong cái mắt lạnh. Đi thôi anh ơi. Đi thôi hả? Đúng rồi rồi.
Ờ đi, ok. Dạ, tụi vời ạ. Vậy ba toang này. Đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Có đi không? Đi, đi, đi. Ông bảo mẹ có đi không? Có mới được thả. Ông đẹp trai quá. Nó có kiểm tra bộ phận của quý không? Bộ phận dưới, nhưng mà ông bộ phận này tốt, cho vào. À. Đây, lên được. Đi rồi. Có đầu quân sinh sản. Nhìn giống rồi. Người Trung Quốc. Thank you.